Hai mọi người, lại là tôi đây. Sáng nay chúng ta sẽ ăn món mì sườn heo mọi người, với củ khoai đen đá mọi người, cà phê nếp cà phê mọi người, nước cốt cà phê, nước chấm với nước tương với chanh mọi người. Mì sườn heo mọi người, mì sườn, ly khoai đen đá mọi người. Nước tương mà nước tương với chanh. Muỗng mọi người. Đổ mọi người. Mời mọi người dùng. Mời mọi người ăn sáng mọi người, ăn sáng uống một thôi. Ăn sáng mọi người. Đang thử đàn tại mới cây cà phê nên cái đầu thử nó không hay lắm, ăn thử thử là thật mềm luôn. Nhớ nhỏ ăn mì gói mọi người, gà mì mà chỉ có nêm không mọi người, chưa có cái dầu, tại đó làm mà mấy cái dầu không có để lâu được mọi người, dễ bị hư. Đó, có nêm ha, đại có nêm vô ăn ha, mì mà mình giấy mọi người, vỏ nó bằng giấy, xào mới có mấy con mì giấy giấy mấy giấy kiến kêu mình giấy kiến mình bọc không rồi dạ. Gói mì mà ăn mà như gói mì vị hương mà vị hương với thiên hương nha, sau mấy cái mì colusa luôn còn mì chay lắm, nhưng mà nhớ mì chay lá bồ đề mà.
bạn đã ăn dăm đây nhiều, đợi nhiều cho ra lọc nước. Để đường vô uống được luôn rồi. Có gì đắng nhẹ nhẹ. Cái này để 3 muỗng này cũng được. Nãy thêm muỗng hơi ngọt. 3 muỗng dừa. Cà phê thơm luôn rồi. Cà phê đen thơm. Uống được luôn rồi. Thêm 3 muỗng được. Được luôn á, cà phê uống thơm rồi, cà phê đen này uống thơm á. Để 3 muỗng đường vô nè, uống ngon, có để đường vô uống ngon rồi. Còn mấy cái gói đó không đó mà để nguyên xì uống vậy là nó giống như ấy mọi người. Để đường vô ngon. Mày ngon luôn nè. Nước ăn nấu được luôn nè, nói chung là ăn được, ngon. Ngon. Nhưng mà nói về đậm đà thì nó chưa ấy luôn rồi, nhưng mà vẫn ngon luôn rồi, thật mềm, cà phê uống ngon rồi, thơm. Chào tạm biệt mọi người nhé, chúc mọi người có một buổi sáng thật là ngon miệng, có một ngày thật là vui vẻ, bye mọi người.